Chào mừng các em đến với kênh Mái Trường Tuổi Thơ. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn chữa đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức với cuộc sống. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào phần đầu tiên, phần 1 trắc nghiệm. Phần này 4 điểm, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, 4/5 của 30 km là bao nhiêu? Muốn tìm 4/5 của 30, ta sẽ lấy 30 nhân với 4/5 bằng cách là ta sẽ lấy 30 nhân 4 rồi chia cho 5. Đây là cách thông thường. Thế tuy nhiên chúng ta còn có một cách thứ hai, đó là ta lấy 30 chia cho 5 rồi nhân với 4. Ta thực hiện chia trước nhân sau thì các phép tính của chúng ta nó sẽ ngắn gọn và dễ tính hơn. 30 chia cho 5 được 6, 6 nhân 4 bằng 24. Đáp án của chúng ta là B, 24 km. Câu 2, tính giá trị của phép tính 2/4 nhân 10/8 nhân 5 là bao nhiêu? Ở bài này chúng ta thấy này, 5 ta có thể phân tích thành 5/1. Như vậy ta sẽ có phép biểu thức như sau. Ta lấy 2 nhân 8 nhân 5 phần 4 nhân 10 nhân 1. Các bạn thấy là 2 nhân 8 nhân 5 chia cho 4 nhân 10 nhân 1, ta có thể phân tích tiếp thành 8 với 4 có mối quan hệ với nhau, vậy ta sẽ tách 8 thành 4 nhân 2. Các số kia ta vẫn giữ nguyên, 2 nhân 8 bây giờ ta tách thành 2 nhân 4. Tiếp tục ta vẫn nhân với 5. Còn 10 có mối quan hệ với 5, 10 chia hết cho 5, cho nên ta sẽ tách 10 thành 2 nhân 5. 4 ta vẫn giữ nguyên. Nhân 2 nhân 5 nhân 1. Nhân 1 vẫn là chính nó. Bây giờ ta thấy trong phân số này, các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có thể giản ước đi 2 với 2, 4 với 4, 5 với 5. Như vậy bây giờ ở trên này chúng ta sẽ còn trên còn 2. Và bên dưới chúng ta còn 1. 2/1 chính là 2. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là 2. 2/1 chính là 2. Vậy đáp án chúng ta là D. D là đáp án chính xác. Câu 3. Trung bình cộng của các số 60, 80, 100, 120 là bao nhiêu? Muốn tìm trung bình cộng của một số thì ta tính tổng các số đó rồi chia cho số các số hạng. Ta sẽ lấy 60 cộng 80 cộng 100 cộng 120 rồi chia cho 4 số hạng. Ta có thể tính nhẩm như sau: lấy 80 cộng 120 bằng 200, 200 cộng 100 bằng 300, 300 cộng 60 là 360, 360 chia cho 4 bằng 90. Đáp án chính xác của chúng ta là C. Sang câu số 4. Một hình chữ nhật có chiều dài là 3/4 m, chiều dài hơn chiều rộng là 1/2 m, tính diện tích hình chữ nhật đó. Ở đây người ta cho biết chiều dài là 3/4 m, chiều dài hơn chiều rộng là 1/2 m. Vậy ta cần phải đi tìm được chiều rộng bằng cách là chúng ta lấy chiều dài trừ đi chiều rộng. 3/4 trừ cho 1/2 thì chúng ta sẽ nhẩm được kết quả là bằng 1/4. Vậy để tính diện tích của hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân chiều rộng. Ta lấy 3/4 nhân 1/4 bằng
3 phần 16. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là B. Câu 5, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Ở đây là một biểu đồ cho biết tên các bạn là Hiền, Hòa, Trung, Thực. Cột bên trái của chúng ta ghi số lượng các quyển sách. Đây là số quyển sách các bạn đã đọc. Bạn nào đã đọc nhiều quyển sách nhất? Nhìn vào biểu đồ ta thấy là bạn Hòa đọc nhiều sách nhất, bạn đọc 40 quyển. Do đó ta đã chọn đáp án là B, Hòa. Câu 6. 6.037 kg bằng mấy tấn và mấy kg? 1.000 kg bằng 1 tấn, 6.000 kg sẽ bằng 6 tấn và còn thừa 37 kg. Vậy đáp án của chúng ta là 6 tấn 37 kg, đó là đáp án A. Phần 2, tự luận. Điền vào chỗ trống cho thích hợp. 1 phần 5 mét vuông bằng bao nhiêu đề xi mét vuông? Chúng ta được biết là 1 mét vuông thì bằng 100 đề xi mét vuông. Ta lấy 1 phần 100 nhân với 1 phần 5, tức là ta chia cho 5. 100 chia 5 sẽ bằng 20 đề xi mét vuông. Câu B. 2 phần 3 giờ bằng bao nhiêu phút? 1 giờ bằng 60 phút. Ta sẽ lấy 60 nhân 2 phần 3. Ta thực hiện lấy 60 chia cho 3 được 20. 20 nhân 2 bằng 40. Vậy kết quả sẽ là 40 phút. Câu số 7. Tính 4 phần 10 cộng 3 phần 5 bằng bao nhiêu? Các bạn thấy 4 phần 10 cộng với 3 phần 5 thì chúng ta thấy 10 chia hết cho 5. 10 chia 5 được 2, ta giữ nguyên phân số thứ nhất và quy đồng phân số thứ hai bằng cách nhân cả tử và mẫu với 2, ta sẽ được 6 phần 10. Tiếp tục, ta thực hiện cộng 4 phần 10 cộng 6 phần 10 sẽ bằng 10 phần 10. Mười phần mười chính là một. Ta rút gọn là một. Ý B, 1/12 trừ 3. Ta có thể quy đồng luôn một số tự nhiên bằng cách lấy số đó nhân với mẫu số rồi viết lên tử và lấy mẫu của phân số trước đó. Ở phân số này ta vẫn lấy 11 phần 2 trừ cho phân số 3 sẽ viết bằng là 6 phần 2. Mười một phần hai trừ 6/2, chúng ta sẽ được 5/2. 5/2 không rút gọn được, chúng ta để nguyên. Để cho rõ phân số thì thầy giáo sẽ viết dấu gạch ngang. Ý C, 2 phần 3 nhân 3 phần 4. Khi nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Ở đây chúng ta có thể viết trực tiếp cũng được. 2 nhân 3 bằng 6. 3 nhân 4 bằng 12. 6 phần 12 ta rút gọn bằng cách chia cả tử vào mẫu.
cho 6, ta được 1 phần 2. Bốn phần 15 chia cho 2 phần 5. Khi chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Phân số thứ nhất ta giữ nguyên là 4 phần 15. Nhân với phân số thứ hai đảo ngược là 5 phần 2. Bây giờ ta áp dụng như với nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số và giữ và mẫu số nhân với mẫu số, 4 nhân 5 sẽ bằng 20. 5 nhân với 15 nhân với 2 sẽ bằng 30. Bây giờ ta rút gọn bằng cách chia cả tử và mẫu cho 10. 20 chia 10 được 2. 30 chia 10 được 3. Như vậy ta rút gọn bằng 2/3. Rồi, để cho rõ hơn thì sẽ viết phân số. Câu số 8. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng. Trung bình mỗi mét vuông thu hoạch được 2/3 kg thóc. Hỏi thửa ruộng trên thu hoạch được bao nhiêu kg thóc? Để đi giải quyết ý A, chúng ta cần trả lời thầy câu hỏi là bài toán này cho biết gì? Cho biết một thửa ruộng là hình chữ nhật có chiều dài là 60 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Các bạn lưu ý là chiều rộng bằng 2/3 chiều dài chứ không phải bằng 2/3 m nha. Tức là đa chiều rộng so sánh với chiều dài là bằng 2/3. Vậy bài này chúng ta chưa biết được chiều rộng, chúng ta cần đi tính chiều rộng trước, sau đó mới đi tìm tính diện tích. Diện tích thì bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm chiều rộng của hình thửa ruộng hình nhật. Chiều rộng của ruộng hình chữ nhật ta sẽ lấy 60 nhân với 2/3 và ta được kết quả là ta lấy 60 chia 3 bằng 20, 20 nhân 2 bằng 40, đơn vị ở đây là mét. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm tiếp diện tích của thửa ruộng là để tìm diện tích thửa ruộng ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Chiều dài ở đây là 60 nhân chiều rộng là 40. Chúng ta sẽ được 6 nhân 4 bằng 24. Có hai số 0, ta sẽ điền hai số 0 vào. Tức là bằng 2.400 mét vuông. Sau khi tính được tìm được diện tích thửa ruộng rồi, ta hỏi là trung bình mỗi mét vuông thu hoạch được 2/3 kg thóc. Hỏi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc? Ta trả lời là thửa ruộng thu hoạch được số kg thóc là chúng ta sẽ lấy
2.400. Rồi. Ta nhận 2.400 mét vuông này nhân với một mỗi mét vuông ta được là 2/3 km, thì ta nhân với 2/3. Nhân với 2/3. Thì ta sẽ làm sao? Ta lấy 2.400 chia cho 3. 24 chia 3 được 8. Tức là 800. 800 nhân với 2 bằng 1.600. Đơn vị ở đây là kg. Ta ghi đáp số là 1.600 kg thóc. Như vậy là các bạn đã làm xong bài tập số 8. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 9. Tính bằng cách thuận tiện. Ở ý A, các bạn nhìn thấy đây là bài toán áp dụng tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng. Ta thấy trong hai cái tích này đều có chung thừa số là 21/25. Vậy ta sẽ nhóm thừa số 21/25 ra ngoài. Ta sẽ nhân với trong ngoặc sẽ còn lại. Trong ngoặc sẽ còn phân số 2/5. Cộng với phân số 3/5. Chúng ta đóng ngoặc lại. Đây là tính chất nhân một số với một tổng mà chúng ta áp dụng được. Nhớ phía trước là ta là dấu bằng. Bây giờ ta thấy này. Ta vẫn tính trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau. Vậy ta sẽ giữ nguyên phân số 21/25. Bây giờ ta nhân với tính tổng trong ngoặc. 2/5 cộng 3/5 bằng 5/5. Năm phần năm chính là 1 và bằng 21/5. 21/25 nhân với 1. Và kết quả nó cũng chính là phân số 21/25. Bất kỳ số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Ta đã chữa xong ý A, bây giờ chúng ta sang ý B. Ở ý B này ta thấy đây các tổng này có một số phân số có chung mẫu số và chúng ta thực hiện cộng chung các phân số có chung mẫu số này lại. Các bạn sẽ bằng mở ngoặc. Ở đây 7/12 cộng với 5/12 là cộng phân số 5/12. Đóng ngoặc lại. Rồi cộng tiếp. Mở ngoặc. Ta lấy phân số 6/9
À, lấy phân số 3 phần 8 trước. 3 phần 8. Ba phần tám cộng với phân số 5/8 đóng ngoặc lại, rồi chúng ta cộng tiếp phân số 6/9 mở ngoặc 6/9 cộng với phân số 1/3 bây giờ ta thấy xong phân số này ta phải quy đồng 6/9 cộng 1/3 chính là 6/9 cộng với 3/9. À, như vậy chúng ta vẫn phải mở ngoặc ở đây, ta viết lại 7 phần 12. 7 phần 12. Cộng với 5 phần 12. Đóng ngoặc cộng với mở ngoặc 3/8 cộng với 5/8 ta đóng ngoặc rồi cộng với mở ngoặc. Bây giờ là 6/9 cộng 3/9 các bạn có thể làm thêm một bước nữa. Nó là bằng 12 phần 12 cộng 8 phần 8 cộng 9 phần 9. À, trong cái tổng này thấy này, 7 cộng 5 bằng 12, 12 phần 12 chính là 1. Cộng với 5 cộng 8, 5, 5 cộng 3 cộng 5 bằng 8, 8 phần 8 chính là 1. Sáu cộng ba bằng chín, chín phần chín cũng chính là một. Một cộng một cộng một, kết quả của chúng ta được là ba. À, bằng ba. Như vậy vừa rồi thầy đã hướng dẫn các bạn chữa xong bài kiểm tra cuối học kỳ 2 môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em vào tiết học lần sau.